nói lên nhà con dưới này đây là xe anh nghe cho nó nè đây anh nhìn hoàn đây nó nhỏ vậy nó chưa tách được cái này vừa nó tách nó vẫn tách nhưng mà nó chưa ấy mà nó lớn như kia thế thì vậy vừa là nó tách mà cái khe còn mỗi cái kia nó nói đâu này vừa đấy đây nhà cây na đây vừa đấy na hết luôn lớn nữa thì nó sẽ ăn hết mà bé này nó ăn ít đây chỉ là nó là người răng mở bộ răng mở chưa hoàn thiện đây là thắng hơn ở chơi chơi ngô thế từ ngày mai này bọn thằng mấy gói kia từ ngày ba gói bốn gói tổng của mình thì đã thêm kết được như thế này mà kia mình sẽ lớn lên mình sẽ bằng kia kìa mình sẽ nhớ phần nữa cho ra bên này thì nó dày quá là không mua được à, nhưng cũng bật đồ của nó rồi đó là gì nó dài ngay thôi chuột không ăn này được chuột không ăn nuôi con mèo cái gì nhốt không nuôi con mèo đây thì có được con chuột ba gói bốn gói cái này nó ra cho mình tầm 10 đến 12 cân nó thành phần những con kia kìa thì nó thành 10 đến 12 cân đấy nó cũng lao động Thì đi rồi
phiên luân phiên ấp là cứ đợi như này, đúng rồi, ấp là cứ đợi như vậy, cứ để như vậy. Nó lớn thì nó ngang đấy. Đây, cái này nó to, cái này, cái này so cái này có hai ngày mà nó khác nhau hoàn toàn, không con này bé hơn này, ăn tay khẽ cám lên này. Ừ, một tí nào luôn cái đây này, con này nó hơn con này, vừa này con này nó hơn con này, nó hơn con này, con này đỡ trước của sau nó toàn nó
tạo ra một loạt mới như thế này. Nó cứ vậy, nó hoàn toàn cứ vậy. Vậy là vòng tuần hoàn của nó chỉ được khoảng 40 ngày thôi. Vòng tuần hoàn của nó được khoảng 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi vậy mà lứa trứng của nó thì nó đẻ bao nhiêu lâu? 20 ngày. Nó đẻ được 20 ngày. Tùy theo cái phải biết giữ nó thôi. Giữ nó thì được 20 ngày. Còn nếu không giữ nó thì có khi nó nhỏ lên chị. Đấy, giữ nó. Đấy. Giữ về bằng cách nào? Giữ bằng cách là khi là nuôi là mình thấy kỹ thuật. Đấy, tôi giữ nó. Giữ nó giống sinh ra 20 ngày anh em gọi là trứng của nó. Nếu một cái thùng kia 20 ngày nó sinh ra một ngày, lấy một thùng kia để 10 cân, lấy khoảng độ 15-17 cây, 15-17 cây thì tương ứng với một thùng này. Đấy, ba một ngày ra 3 thùng này. Một cái bột này là bột gì nhỉ? Nó ra, cái đấy là mùn cưa. Mùn cưa gỗ. Đấy, một ngày nó sẽ ra 3 cái thùng như thế này. Đấy, thì anh em tính theo 20 ngày, số nước khay nó giảm dần. Ví dụ là mới đầu vào lấy 15 khay, đến một tuần sau giảm đến 10 khay, thì cái sản lượng trứng nó lại giảm đi. Đấy, thì con nó cũng tiêu hao đi, nó giảm đi thì biết được là kinh nghiệm thế nào. Có cái như vậy anh bảo là có biết đâu, bởi vì tính cái vòng đời nó ngắn thì có phải không, thì không thu được đường nọ thì còn thu đường kia các bạn. Đây này, một lứa trứng là ra 14 cây. Đây đang lấy, đang lấy ra kia đây. Đây trứng đây cho anh em nhìn. Đây ngày này đến ngày 11 tháng 5 này. Đó. Đây một lứa trứng nó đây. Anh nhìn chưa, nó ra vào ngày khai này. Và đây mình lấy được mười mấy ngày đấy, số trứng lấy được mười mấy ngày đấy. Nó ra trứng nên cái này anh em mình chưa rõ là bởi vì không bỏ hôm qua là chúng nó chưa phát triển thì thôi mình chưa rõ là những chúng ở đây này rõ hơn đây. Đây ngoài kia thì đấy anh nhìn rõ mà cho anh nhìn tận thay rồi nhưng mà anh em thấy chúng này mình chỉ nó làm chưa này mình thay nhé với mình bên em chúng ở dưới này được thấy chưa. Đấy, chứng như vậy, đấy, chứng như luôn. Đấy, đây là lấy 10 ngày, sản lượng trứng nó cũng giảm đi rồi. Còn nếu ngày đầu tiên á, là trứng nó nằm hết trên mặt này. Cái này nó đẻ trên mặt thôi, nó cứ dần dần nó cái nó có cái kim á, nó cắm vào cái giữa cái này. Nó bơm trứng vào đây. Thế là cái này nó ủ. Nó này nó ủ. À, thế là mình cứ phải bỏ ra, để vậy thôi. Cứ để vậy là tự nó nở. Đúng rồi, cứ để vậy là tự nó nở. Có phải làm gì cả. Đây là khay chính của nó. Có ngày đi đọc biết đâu mà. Bao nhiêu ngày là có? Mùa này là tầm 7 ngày. 7 ngày đến 8, 7 cho nó dao động. Nó dao động từ 10 ngày rồi xuống mùa này. Còn mùa kia thì nó dao động 12 ngày. Nhưng mà phải ấp trứng, ấp bằng cùng số và bóng 5 mắt. Bóng điện nó mắt của mình ấy. Nó nằm ở dưới này nhé, nó nằm ở tầng thứ hai, và thế này, giống như thế này, nó nằm ở dưới này này, vừa thấy được bắt đầu dưới này, và bỏ những gia đình này, hai nó xuống biển, đó, thế này nó lên, đó, thấy không? Nó còn một tầng lớp dưới này này, khi mình lấy trứng là mình phải lấy nó, nó bộ như thế này, nó sẽ đẻ ở dưới này, ở dưới này là ấp, trứng nằm giữa ao này là ấp, vâng. Trứng của này là đã ấy rồi đấy. À.